Nhiều khi ở ngoài thì họ cứ nói là tôi ít nói, không có tình cảm, nhưng Xin mà chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Thì năm mới con cũng chúc cô sức khỏe dồi dào để mà đón Cường về đợt sau nữa nha cô nha. Cường về đợt đầu thì còn lo chứ còn đợt sau thì con nghĩ là Cường sẽ biết mạnh dạn hơn rồi ấy cô. thì cũng nói rồi, lần sau về là biết cách rồi, mới biết cách rồi chứ không Dạ, nói là dạ. Đợt này nhà mình đi là bao nhiêu người cô? xe tới rồi. Chắc là anh em đi hết, Đi hết à, luôn, có anh trời. Chính với anh Chính với bố bố của Nguyên với anh Thu nữa, Dạ. anh Thu đi xe rộng mà 16 chỗ thôi. Dạ. Vậy cũng vui vui rồi. Cường là chuẩn bị xong hết rồi đó hả con? Vâng, xong rồi, hết rồi đó. Đóng vào từng giấy không chịu, đóng vào vào cái hết vào cái vali luôn, Dạ. rồi quần áo bỏ vào ngoài ba lô. Dạ. Có cái ba lô mới mua nữa. Vâng, mua ba lô đặt vào phát quần áo ấy, Dạ. nguyên cái ba lô đấy. Dạ, thì tụi con đi thì con đóng vô trong cái vali hết luôn, không có đóng thùng giấy. Tôi cũng tính đóng thùng giấy mà không chịu là bỏ thôi, thì nhét vào ba lô. Dạ. À, vào trong trong vali. Cũng phải bỏ ra ngoài rất ít một ít, mấy mấy cái bịch chuối mà cháu nó cho, chú sấy Dạ. thích chú sấy, Dạ. cái mít sấy thì cháu Dạ. cho để bỏ Cô, vô trong cô. này. À, chào em. Dạ. Khỏe và khỏe tu. Tu. Ở bên kia bây giờ đang lạnh, tụi con phải mang cái áo ấm bên ngoài á để mà cho nó đỡ lạnh. Cô có đi theo luôn không cô? Có. Dạ. À, đã ăn uống gì chưa cô hả? Ăn rồi, ăn nào bên bác 2 giờ mới về, 1 giờ mấy 2 giờ về. Dạ. Đang mở tiếng đồ bánh xeo đấy mà tôi không giờ chị mới tiếng là cái kêu muộn muộn tí nên Bây cô có giờ tầm mình đi lên đó chắc khoảng hơn 1 tiếng, 2 tiếng là coi như lên vâng chừng đó là hai có tiếng là thể đến rồi. là 5 giờ. 5 giờ thì tụi con quay năm đi giờ quẩn lại là 5 giờ là 6 giờ là vô gửi vali rồi. Ông bạc thì à kênh lớn. À, nó vừa à 9h40. nó vừa cả họ. Mais ils attendent la voiture, je crois. Ouais. Ils ont loué une voiture pour venir avec nous. Ouais. Tu en sors. Et toi, ça va? Bah oui, ça a été. Nouvel an, ça a été, de ton côté. Tu dors aussi, c'est bien ou... Oui, bah oui. J'arrive à dormir quand même. On a dû se lever tôt hier et aujourd'hui pour aller à la messe, à l'église. Oui. Et au matin, on était au cimetière aussi. Oui. Le matin, tu vas à sentir aussi. Oui, j'étais au matin avec ma maman. Oui. Hier, on était à l'église. Ngày Cường nói con là hôm qua có đi nhà thờ với cô, sau đó sáng nay cũng có đi ra nghĩa trang. Đấy. Thì cũng giống con, hôm qua con đi nhà thờ đầu năm với sáng nay cũng ra nghĩa trang đi lễ nghĩa địa đấy. Dạ. Dạ. Ta thích. Triste, oui, je suis triste de partir quand même. Hein. Après, voilà, maintenant que je connais un peu mieux, je pourrais revenir plus facilement. Je dis pas que je vais revenir tout de suite, mais voilà, maintenant, je vais venir plus souvent, quoi. On verra peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Rồi. Là quan mong mà đưa dòng, thoa dòng, Dạ. khắc thuộc nè. Ben oui, je pense que ça sera comme ça, quoi. Je pense pas que je vais venir tous les ans non plus, mais peut-être tous les 2, 3 ans si possible. Thời gian nhanh quá chứ cô hả? Rất là nhanh, c'est plus vite hả? Assez vite. Oui. Oui, Assez très vite. Normalement, c'est 2 semaines, mais vite aussi.
Cường nói với cô chừng nào về không cô? Thì không, Cường nói là với con khoảng 2 năm. Tại vì mỗi một lần đi về như vậy là vé rồi tốn kém nhiều thứ lắm. Như vậy là nhanh rồi đó cô. Con đi là 16 năm, con về được 3 lần chứ mấy. 3 lần, 4 lần chứ mấy. Con về ít lắm. Năm nay Cường về ăn Tết với cô như vậy là vui rồi. Dạ, như vậy là không còn gì bằng. Tại tất cả được đầy đủ hết, đông đủ hết không cô? Dạ. Con cháu, cháu nội, cháu ngoại, cháu chắc là 8 bàn. Dạ. Có một gia đình. Một gia đình mà 8 bàn. Một gia đình của ông anh hai, của bố. Dạ. Ông bác ấy, dạ. Ông bác không, các bà không đấy. Dạ. Một gia đình mà 8 bàn. Con cháu chắc, con rể, con dâu, cháu chắc là 8 bàn. Dạ. Năm nào cũng mùng 2 mới ăn. Nhà mình như vậy là đầy đủ rồi cô, đâu có mất người nào đâu đúng không cô? Vâng, còn đầy đủ hết. Dạ. Như vậy là vui lắm rồi, không còn cái gì bằng cô nhờ. Cái Tết năm nay là cái Tết đầy đủ nhất, đông đủ nhất. Chỉ còn thiếu mỗi ba của Cường thôi, tại vì chú không có chờ được Cường đó. À, em út ngày kia cũng đi hết rồi cô. Cháu thì có đi không? Có, mấy cái cháu đi hết. À. Vui quá. Lúc ấy cô chút nữa là cô ngồi cùng xe của con hay là cô ngồi xe bên cô? Cứ ngồi bên xe cô cũng nói cứ đường đi. Ngồi bên xe với Cường. Ngồi chung với xe con hả? Vâng. Dạ. Trên đường về nước Mỹ, dạ. Gặp được nhiều những cái sự may mắn. Dạ. Trong cái chuyến hai chị em về. Dạ. Rồi cũng chúc cho gia đình luôn luôn khỏe mạnh. Dạ. Hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Đạt trong cái cuộc sống nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là chị đây, vợ dạ, đó. Dạ, vợ của anh. Dạ. Dạ, có muốn em đưa đi. Dạ, có mình em mới đưa đi. Tại mình nghĩ là đi cùng với cô đó, với Cường nữa thì vô cùng một xe nè. Rồi anh em đi như vậy thì một người đi hỗ trợ cho con thôi được rồi ạ. Dạ. Em thôi, chứ mình à. Lắm, không có nhà, cháu chắc đâu không có đi được. Dạ. Có xí mình thì nhà đi nhà hết rồi. Đông lắm. Dạ. Thường à, em cảm ơn chị. Thường nói với cô rồi, nói cô là gia đình, phần một gia đình thôi mà con cháu có 8 bàn. 8 bàn mới đủ. Dạ. And lady and venez si bục au revoir. Oui. Juste ça. Oui. Cường về đó nói phải cả 10 bàn. Dạ. Bây giờ là lên xe đi luôn. Dạ. Rồi em mới chắc đi sao? Dạ. Hẹn sang năm. Nha. Vậy em là đi Anane Khoshen. Anane Khoshen. Vậy. Dạ. Em cố gắng nha. Cố gắng sang bên ấy khó mình làm. Rồi có khi nào có cơ hội thì về thăm lại mẹ. Thăm lại. Em là đi Bon Thavai. Bien là ba em. Còn chú ăn đồ tông chú vừa vừa đi xì bột gạc đê tham ăn món bạc thu chứ sao vịt bột xì mọi người tụi anh ở bên đây không quên em đâu à. Nếu mà có cái gì khó khăn cứ in là đi in ba u ye ba u bi ye toa ça va lui dire que sa famille et lui ont été très gentils avec moi et que je suis content de l'être dans. In les cousins, cousines, c'est ça. Oui, oui, c'est. Voilà. Maman, gọi con chú đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Anh chú cũng đi luôn nè. Nhớ, nhớ lắm, mày nhớ nhiều lắm. Dạ. Anh chú cũng đi luôn mà. Nói cho anh biết. À. Đây này, cái điểm có hai Chuyện em nó và photo đôn đôn gia đình ai người chụp đấy chụp đấy không chụp đấy gia đình ta toán dạ. Bây giờ gia đình sẽ chụp chung với Cường Thư đâu rồi? Ở đây. Thư đưa cái áo khác đây. Gia đình người ta, gia đình người ta không chụp xuống. Đứng với ba. Đứng với đội đi, đứng với ba.
Dạ. Có gì cô gửi gắm em nhé. Dạ. Em. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ sẽ chụp hình gia đình. Rồi ok đẹp lắm. À. Ok, cho ông vào dây buộc toa sao mà. Ngang hay ngang chưa? Hết đó. Mà tay rung như cái chụp nó không đẹp lắm chị nhé. Hai tấm này chắc. Rồi, đẹp rồi. Rồi, ok. Bây giờ là chuẩn bị mấy anh em là lên đường đấy. Chưa. Tung sắc. Rồi bây giờ là sẽ đi ra xe. Dạ em chào anh. Dạ được ạ. Chú Cường đi cùng xe hay cô hả? Anh ạ, cho em mở cốp xe ạ. Có cái chỗ kéo này. Ừ. Kéo vậy nó sẽ hư cái bánh bánh xe luôn. Khiêng luôn. Hôm qua ít ngày quá thì nó cũng buồn. Hôm qua dạ. Cái khô bò mà không biết có đem đi được không biết. Dạ được, nếu mà anh đóng gói mà hút chân không á thì mới được. Dạ. Ít thì nó có cái sự nhung nhớ, nó mới có cái sự nhiều quá, sẽ có một chuyến xong rồi thì avec nữa, avec moi. Oui. Ờ, dạ được nhưng mà không có được mang nhiều quá thôi. Có thể có trong hộp mà. Dạ, vậy thì ok. Dạ. Rồi, ông đi vào. Vậy. Xe của mình đâu? Xe nhà mình đâu? À bên kia hả cô? À, xe mình đi xe kia. Đi lên đi ngồi về. Rồi con phải lấy đồ của con. Đấy, đồ bỏ xuống chân nè. Lấy cả kêu lên nha. Cái kia dạ. Cứ để đấy có sao đâu. Cô vào luôn được hả? Dạ. Rồi. Cường đang ở đây luôn, cô chú chị bạn đi cùng xe với Sang và chị của cô Hà Thị Mạch á, gọi điện chúc đi đường bình an. Nhiều khi ở ngoài thì họ cứ nói là tôi ít nói, không có tình cảm, nhưng mà nói sự thật, tình cảm thì tôi lúc nào thì cũng thương con, nhưng mà tôi không thể hiện ra ngoài nhiều. Với lại nói là cuộc sống thì nó khổ từ nào đến giờ rồi. Nó cũng như làm như nó dạy cho mình một cái cách mà cứng rắn rồi, không có thể hiện ra ngoài. Trong gia đình thì dù việc lớn việc nhỏ là một mình tôi từ hồi nào đến giờ, bao nhiêu năm trời. Có một mình thôi chứ còn bởi việc lớn thường nhỏ trong gia đình thôi mình chưa căng đáng hết. Yeah. Con cái lớn rồi đấy nó cũng không có đứa nào, nhiều khi cũng không có giúp cho mình được cái gì hết. Yeah. Nhiều khi cũng thấy cũng buồn. Yeah. Cố gắng đấy vậy cô ha. Yeah. Còn ai nói gì thì mặc kệ, tại vì mình biết đó, cô biết rồi, con của cô hiểu là được rồi, như vậy là đủ rồi ạ. Còn cuộc sống mà mình không thể nào làm tròn được hết tất cả cô nha. Cái xôi mặn của Nga mua coi nè. Về từ hôm giờ chưa ăn xôi gì hết á. Không phải à? Ừ. Ừ, Thủy có làm xôi. Ờ. Ừ.
ngon hơn, nó không có dầu. Ok cô, cảm ơn nha. Dạ ăn đi. Không, chị ăn đi. Ăn đi. Chút nữa chị ăn bánh mì. Thì em đâu. Về quay về đấy mua xong rồi lại. Đúng rồi, tí nữa chị ăn đi. Đúng, ăn miếng thử cho bạn mới ăn. Thôi, con mời cô, không ăn, ơi. Cường ơi, chú bơi bút tê. Ăn thử. Bút tê, bút tê. Sẽ bung hả? Cường thì cái ai mời gì ăn đấy, không có này hả? Dạ. Nhiều khi không thích, cũng nể. Khi grow on. Avec viande jambon, oui, jambon Việt Nam. Jambon hả? Xôi họ làm nó khô á, và nó không có nhiều dầu á, ngon.